Chào nị, thứ hai đầu tuần thiệt là căng thẳng nên hôm nay mình giải trí bằng một cái loạt bài cực kỳ dễ thương nha. Hôm nay cô xem được mấy tấm hình về mấy cái chiếc túi dành cho người mê sinh vật biển. Giờ mình cùng xem nha. Chiếc túi đầu tiên, cái này là miệng một con cá nè. Nhưng mà cô thấy thứ nhất là nó hơi nhỏ, nhưng thứ hai là nhìn nó dữ, nó không có dễ thương. Nhưng mà đây, chiếc túi thứ hai nè, dễ thương chưa? Con cá voi mẹ và con cá voi con, rất là dễ thương luôn. Còn đây nè, khổng lồ luôn. Đây là một chiếc túi hình con cá mà cô nghĩ nếu mà mình vác nó đi thang máy là ai cũng nhìn luôn á nị, tại nó quá bự. Còn đây là con sò. Còn đây là con gì cô không biết nữa nị ơi. Không biết thiệt á nị. Còn con này dễ thương nè. Đây, ba nói con này là con cá cần câu. Nhưng mà cô thấy cái hình này dễ thương hơn, tại nó có màu vàng á. Với lại cô nghĩ là nếu mà cái đầu của nó ở cái chỗ này nè, mà mình bỏ được cái đèn vô á, xong rồi ví dụ mỗi lần mở khóa ra thì cái đầu nó sáng lên, hay là đóng khóa lại thì cái đầu nó tắt, hoặc làm ngược lại thì cô nghĩ sẽ tuyệt vời luôn đó. Còn đây, đây là một con cá khác, cũng dễ thương đúng không nị? Nhưng mà nó hơi nhiều dây kéo á, cô nghĩ nếu mà bớt mấy dây kéo lại thì nhìn nó sẽ hiền hơn. Còn đây là có nguyên một đàn cá nè, rồi có thêm con bọ rùa nữa. Hồi đó cô còn nhỏ cũng có một cái ba lô hình bọ rùa như vậy nè, đẹp lắm. Nhưng mà giờ nó hư mất rồi. Hy vọng là mấy cái đồ này thì người ta bán giá mà không mắc quá thì mình có thể mua. Xách đi cũng dễ thương mà nị ha. Cứ y như là vác theo một con cá khổng lồ bên hông vậy đó, nhìn rất là thú vị luôn. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.